Trong một video của sư, con có được biết rằng việc múa hát ca nhạc là một sự cản trở cố định. Tuy nhiên, một vị tu sĩ sáng tác nhạc ca hát phạm giới đắc được các tầng thiền, hay bằng thần thông hoặc bằng cách này cách khác biết được đời sống quá khứ có thể xảy ra không ạ? Mong sư hoan nghĩ cho con được biết. Xin nếu mà quý vị hỏi mà ngắn gọn thì sư có thể nói là chuyện này là không thể xảy ra. Nó giống như một người mà thổi một cái bong bóng mà một cái bong bóng nó bị thủng lỗ không có được vá lại, mà vì đó nói là tôi có thể thổi cái bong bóng này cho nó thiệt là to thì chuyện đó không thể xảy ra. Hoặc là một người xây nhà mà căn nhà người ta đó có cần 4 cái cột, mà anh này là ảnh nói tôi xây nhà tôi không có xài cái cột nào mà tôi vẫn xây nhà bình thường, thì chuyện đó là không thể xảy ra. Hoặc là một người là nói rằng là tôi có thể đứng trên mặt đất, nhưng cái vấn đề là người đó không có chân, mà muốn đứng là thì đứng như thế nào, ngồi thì được, ngồi thì nó có mông, chứ còn đứng thì không có chân sao đứng. Cho nên cái chuyện mà người đó nói thì không thể xảy ra. Cũng hoặc là con chim nó bay trên trời nó nhờ đôi cánh, mà bây giờ con chim mà nó bị gãy cánh rồi mà nó nói nó vẫn có thể bay được trên trời thì điều đó không thể xảy ra. Cũng vậy, muốn chứng được các tầng thiền thì vì đó phải có chi thiền, có đầy đủ 5 chi thiền và loại bỏ 5 truyền. Khi chúng ta sáng tác nhạc thì chúng ta đang làm cho các cái truyền cái nó tăng trưởng, mà các chi thiền ấy, nó bị lu sụp. Chính vì như vậy ấy, đặc biệt là chi cố định ấy, nó bị mất đi thì vị đó không thể chứng thiền được. Cho nên nếu như mà một người nói rằng tôi có thể không cần các chi thiền mà tôi vẫn chứng thiền, điều đó là không thể xảy ra.